phấn bám đầy tay. Người ta bảo là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây trên đất nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm. Tất cả những thăng trầm đó qua đi thì cái duyên với nghề giáo cũng đã ở lại với tôi. Nghề giáo thì sẽ có cái điều chỉnh vai trò. Ngày xưa thì truyền thống là cô đọc trò chép, không bị học theo kiểu áp lực. Giáo viên truyền đạt và các em tiếp thu một cách thuộc động lực. Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, trong mỗi chúng ta thì chắc hẳn ai cũng chung một cảm xúc, một niềm vui xốn sang về kỷ niệm những ngày đi học dưới mái trường thân yêu, với sự dìu dắt của các thầy các cô đáng kính. Tri ân thầy cô vì thế cũng trở thành một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nếu như trước đây, nhiều người vẫn nghĩ rằng nghề giáo nhàn hạ, ngày chỉ vài tiết đến trường mà thôi, thì nay thì sự phát triển của khoa học công nghệ, các thầy các cô lại là người đi trước, nghiên cứu, tìm hiểu để có thể đủ kiến thức giảng dạy cho học sinh. Họ chính là những người thích nghi đầu tiên với bất kỳ một thay đổi nào của chính sách giáo dục. Chưa kể, vốn dĩ sự thích nghi ấy còn thể hiện qua cách các thầy cô vượt khó mỗi ngày để đi dạy. Và mở đầu cho tiêu điểm ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với công việc của những thầy cô giáo đang công tác ở các trường học trên xã đảo Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội. Minh Châu là xã duy nhất của thành phố Hà Nội, nằm ở bãi giữa sông Hồng, nơi hội tụ của ba dòng sông là sông Đà, sông Lô và sông Hồng. Hàng ngày, các thầy cô vẫn lặng lẽ vượt sông, vượt đò để mang con chữ tới cho những học sinh ở vùng đất còn bộn bề gian khó. Thường thường thì buổi sáng mình sẽ dậy tầm 5 giờ kém, sau đó mình lo bữa sáng cho gia đình, sau đó giúp các con đi học và mình sẽ từ nhà và đến trường. Đường đến trường của tôi khoảng 11 cây số và hàng ngày thì cả đi cả về thì tôi đều phải đi qua đò. Cảm giác thì cũng không bao giờ quên được cái cảnh đi đò trong 4 mùa trong năm. Chờ tí. Ôi giờ đi rồi. Thôi phải chờ vậy. Về mùa đông thì hay có sương mù đó, phủ kín, phủ trắng cả dòng sông luôn. Có những lúc thì cũng không nhìn thấy nhau luôn, chỉ cách khoảng 1-2 mét. Còn về mùa hè thì trời có lúc mưa, dông, bão, sấm chớp. Và những lúc đó thì có khi là đò chúng tôi phải chờ qua cơn bão mới có thể là tiếp tục hành trình ngược xuôi trở về bến đò bên kia. Những chuyến phà nhỏ chở cô Hiền di chuyển sang với bờ sông bên kia để dạy học. Điều đặn hàng ngày, cô giáo Ba Vì đã gắn bó nhiều năm với mảnh đất phù sa. Từ những ngày trường lớp còn khó khăn. Phong cách thơ của Phạm Tiến Duật là trẻ trung, sôi nổi, phóng khoáng. Trải qua rất nhiều thăng trầm, đặc biệt là năm 2019 khi mà giáo viên hợp đồng của chúng tôi bị cắt hợp đồng đó. Thật sự là có những lúc rơi vào trạng thái cảm giác như muốn buông xuôi. Nhưng dù tất cả những thăng trầm đó qua đi thì cái duyên với nghề giáo cũng đã ở lại với tôi. Xin cảm ơn các thầy cô vượt qua những khó khăn, thử thách đến với hòn đảo nhỏ Minh Châu của chúng em. Minh Châu, huyện Ba Vì là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Hiện có gần 1.300 học sinh từ cấp mầm non tới trung học cơ sở đang theo học. Việc đi lại khó khăn khiến cho nhiều giáo viên chỉ gắn bó vài ba năm rồi chuyển công tác. Thời điểm này có gần 100 giáo viên ba cấp học, ngày ngày vẫn đi dạy từ bên này sang bên kia sông. Đã có nhiều ngày đã phải đi ủng đi đến trường bởi vì xe đạp không đi nổi. Nó thời trẻ, nó đam mê, nó hứng nên rất nhiều các thầy cô quá vất vả thôi. Mà bản thân vẫn sang, vẫn giảng dạy đầy đủ. Niềm vui được nhân lên khi trường lớp những năm qua đã được đầu tư khang trang hơn trước, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Có 3 thầy cô đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện và có 20 thầy cô là đạt lao động tiên tiến cấp huyện. Mong muốn rằng là các thầy cô giáo tiếp tục đem một con chữ đến cho con em nhân dân và cũng như là học sinh ở của trường trung học cơ sở Minh Châu. 2/3 giáo viên là chúng tôi ở bên sông sang bên này. Đi lại rất là khó khăn vất vả, trong khi đấy chúng tôi chỉ được hỗ trợ có 300.000 tiền đò mỗi tháng. Và tôi mong rằng là cái số đó có thể là cao hơn một chút để hỗ trợ về vật chất cho chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác hơn ở bên này.
tàn trời đã sang đông. Bồi hồi tất dạ nhớ mong cô thầy. Người trao khát vọng hôm nay, chắp cho đôi cánh em bay vào đời. Vâng, thưa quý vị, dự kiến sau cuộc cải cách tiền lương năm 2024, lương nhà giáo sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Đây là tin vui với hàng triệu thầy cô giáo trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ năm sau, thì trong các năm tiếp theo dự kiến mỗi năm, giáo viên sẽ được tăng thêm từ 5 đến 7%. Hy vọng là với đợt cải cách này thì phần lớn giáo viên sẽ sống được bằng lương, tạo động lực lớn để mọi giáo viên có thể yên tâm công tác, gắn bó với nghề, hạn chế tình trạng giáo viên nghỉ việc, nhảy việc và cũng là cơ hội để nâng tầm vị thế nhà giáo, nâng tầm vị thế ngành sư phạm trong thời gian tới đây. Cả nước thì hiện có hơn 1,6 triệu nhà giáo ở các cấp học từ mầm non, phổ thông, dạy nghề, đại học, làm việc trong cả hai khối công lập và ngoài công lập. Chia sẻ với Chuyển động 24 giờ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang làm rất nhiều việc để động viên, hỗ trợ giáo viên, cố gắng đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau để giáo viên có thêm động lực, chỗ dựa cho sự đổi mới. Trước đây thì nhà giáo với tư cách là cái người mà thiên về truyền thụ kiến thức, thì với cái yêu cầu mới này thì nhà giáo có cái điều chỉnh vai trò, chuyển sang là cái người tổ chức dẫn dắt học sinh. Như vậy thì hoạt động dạy, hoạt động học, hoạt động kiểm tra, hoạt động đánh giá thì đều có những cái yêu cầu mới. Tôi ví dụ như những cái việc triển khai dạy học môn tích hợp và liên môn ấy, thì đấy là một cái việc mới mà chúng ta thì phải làm cái mới, bắt đầu từ những con người cũ với những thói quen cũ, cái khả năng cũ. Cho nên giờ đây thì mọi người đều phải điều chỉnh. Những cái người mà rất là hăng hái trong việc tìm hiểu và rèn luyện thì họ đang thích ứng rất là tốt. Nhưng có những người việc thích nghi nó có chậm hơn thì nó cũng đặt ra rất nhiều những vấn đề mà cần phải hỗ trợ cho cái số đó để tất cả có thể cùng đồng hành. Mà chúng tôi hy vọng rằng là một vài năm nữa khi mà kết thúc cái chu trình đổi mới bước đầu thì tổng kết lại thì chúng ta sẽ có những cái bức tranh đầy đủ hơn về các cái kết quả của nó. Tuy nhiên bên cạnh những điều đạt được thì trong thời gian qua cũng gặp rất là nhiều những khó khăn và thử thách. Là người đứng đầu ngành giáo dục thì không biết là Bộ trưởng đã có những cái chia sẻ hay có những thay đổi về quyết sách như thế nào để có thể là tháo gỡ những khó khăn này ạ? Gần đây thì chúng tôi cũng phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc rà soát các cái chính sách cho nhà giáo, chẳng hạn như là về phía các cái phụ cấp ưu đãi, rồi lương cho nhà giáo làm sao mà đảm bảo nhà giáo có được một cái mức sống tối thiểu để có thể yên tâm với nghề nghiệp. Bên cạnh đó thì cái việc ghi nhận, biểu dương nhà giáo một cách kịp thời, nhất là những người có nhiều cái sự đóng góp và hy sinh cho sự nghiệp giáo dục, thì cái đấy cũng là một cái việc mà tôi nghĩ rất là cần thiết. Cái việc thi đua, các cái đánh giá, các tôn vinh, động viên họ, nhất là trong cái thời kỳ đổi mới đang đầy thách thức này. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một minh chứng động viên các thầy cô đó là chiều ngày hôm qua 19 tháng 11, 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trong cả nước đã được tuyên dương tôn vinh vì có nhiều đổi mới sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến từ các trường phổ thông và đại học cao đẳng trong cả nước, dù mỗi người giữ một cương vị, đảm đương một nhiệm vụ khác nhau, thì nhưng điểm chung của các thầy cô đó là sự tâm huyết, trách nhiệm, hăng say yêu nghề. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, mỗi nhà giáo được tuyên dương ngày hôm nay là tấm gương tiêu biểu được lựa chọn trong số hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Đây là các thầy cô giáo ở những miền xa xôi của Tổ quốc đã đạt được nhiều thành công trong giảng dạy, có cách làm sáng tạo trong triển khai chủ trương, đường lối và các quyết sách của ngành giáo dục trong suốt thời gian vừa qua. Các thầy cô đã mang hết tâm sức, trí tuệ của mình để cống hiến cho sự nghiệp chồng người cao cả. Ngành giáo dục và đào tạo đang triển khai công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo một cách căn bản toàn diện, xưa nay chưa từng có đối với tất cả các cấp học, từ mầm non cho tới đại học. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này thì lực lượng nhà giáo có vai trò quyết định tới sự thành công của toàn bộ quá trình. Tất cả những nỗ lực của giáo viên sẽ được nhìn thấy rõ nhất thông qua những bài giảng sáng tạo trên lớp học. Tiết học môn địa lý lớp 11 của cô giáo Uyên ở Hưng Yên được bắt đầu bằng một trò chơi tiếp sức. Sau đó, học sinh chia thành nhóm thuyết trình với chủ đề khác nhau. Tự tay mình làm,
những cái mô hình, những cái sản phẩm như thế thì các em sẽ hứng thú hơn với giờ học, sẽ chịu khó tìm tòi kiến thức nội dung hơn và các em sẽ nhớ được cái kiến thức nội dung một cách đơn giản hơn. Mỗi học sinh được tập sự đóng vai trò như một giáo viên, chia sẻ kiến thức đã tìm hiểu trước về bài học. Nhóm con là nhóm số 2 ạ, và chúng con là liên quan đến đồng tiền chung euro. Hôm nay thì cũng đã thuyết trình trước lớp để các bạn, thứ nhất là nhóm con nắm bài hơn và các bạn trong lớp cũng nắm bài hơn ạ. Thoát ra khỏi lối mòn trong giảng dạy, với sự dẫn dắt của giáo viên giúp cho tiết học trở nên sinh động và thú vị. Nếu như mà một bài học mình có thể tự chuẩn bị ở nhà, mình có sự chu đáo rồi hoạt động nhóm với nhau, thì thứ nhất là bản thân mình có kiến thức, thứ hai là mình tăng khả năng hoạt động nhóm với nhau. Còn đây là tiết dạy hoạt động trải nghiệm lớp 4 của cô giáo Hiền Anh ở Hà Nội. Môn học mới theo chương trình mới, nên cách tiếp cận của giáo viên cũng phải khác. Cô giáo lên ý tưởng cho các em đóng vai các tình huống để tự đưa ra cách giải quyết vấn đề. Bởi vì cái môn hoạt động trải nghiệm này là môn học mà chúng ta lấy từ những cái tri thức hiểu biết, những cái trải nghiệm của học sinh. Thông qua những hình thức tổ chức dạy học sinh động thì học sinh chủ động trong việc tiếp thu kiến thức hơn và các con cũng sẽ cảm thấy tiết học vui vẻ và hào hứng đến trường hơn. Để sáng tạo trong dạy học, giáo viên phải là người được quyền quyết định việc lựa chọn phương pháp giảng dạy của chính mình. Bực mẹ và con còn giận mẹ. Những cái app để thiết kế những cái phần thưởng cho học sinh này, hay là thiết kế những cái video để phục vụ cho bài học của mình, thì chúng tôi cũng tìm tòi, tự học hỏi và tự phát triển bản thân mình để phù hợp hơn với xu hướng và để phù hợp hơn với các cái chương trình mới. Thay đổi ở đây không có nghĩa là chúng ta xóa bỏ đi những cái cũ đã có, mà chúng ta trên những cái nền tảng của những cái hiệu quả cũ, chúng ta cập nhật thêm những cái gì là những cái nội dung mới. Các cô giáo thì khi đối diện với một cái chương trình mới thì cũng các cô phải có một cái tâm thế sẵn sàng đối diện với cái mới. Khi cô giáo hạnh phúc và có những cái cảm hứng tích cực thì sẽ truyền tới học sinh và phụ huynh. Lúc đó thì mỗi ngày đến trường với các cháu nó sẽ rất là vui vẻ. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, lời Bác Hồ vẫn luôn sâu sắc, là một triết lý đúng đắn về vai trò của giáo dục và vai trò của người thầy đối với sự nghiệp trồng người. Thầy cô giáo thời kỳ đổi mới chịu áp lực từ sự đòi hỏi phải tự nâng cấp bản thân, áp lực nảy sinh từ những kỳ vọng lớn của phụ huynh học sinh và xã hội. Nhưng chính những thách thức đó đã tạo ra sức bật cho thầy cô và tạo nên sức sống mới cho mỗi bài giảng.